Chương 4. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ công chức. Điều 47. Khiếu nại, quyết định kỷ luật. Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ công chức theo thủ tục do luật này quy định đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Điều 47 thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày cán bộ công chức nhận được quyết định kỷ luật. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày kể từ ngày cán bộ công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày kể từ ngày cán bộ công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được Quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, vì ốm đau, thiên tai, dịch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Điều 49. Hình thức khiếu nại. Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn, trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm, họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại lần 2 được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2. Điều 50. Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu lần 2 như sau. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết. Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. Điều 51. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 1. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. 2. Người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan tổ chức quản lý cán bộ công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn khiếu nại tiếp. 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Điều 52. Xác minh nội dung khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau đây. một Trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ, thì yêu cầu Hội đồng Kỷ luật Cán bộ Công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. 2. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh kết luận nội dung khiếu nại. Người có trách nhiệm xác minh có các quyền nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 điều 29 của luật này. Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Điều 53. Tổ chức đối thoại một Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, chủ trì, người khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, những người khác có liên quan. 2. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. 3. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản, biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký của người tham gia, trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại. 4. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại. Điều 54. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. C. Nội dung khiếu nại. D. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. D. Kết quả đối thoại. E. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. G. Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật bị khiếu nại. y. Việc bồi thường cho người bị khiếu nại nếu có. k. Quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc. 2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan tổ chức hữu quan. Điều 55. Giải quyết khiếu nại lần hai Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm sau đây: 1. Yêu cầu người ban hành quyết định kỷ luật cán bộ công chức bị khiếu nại báo cáo việc xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu nại của người bị kỷ luật. 2. Tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh tiến hành xác minh kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản và báo cáo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 3. Chủ trì tổ chức đối thoại với người khiếu nại thành phần tham gia đối thoại bao gồm A. Người khiếu nại B. Người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại C. Người bị khiếu nại 4. Nội dung đối thoại theo quy định tại khoảng 2 và khoảng 3 điều 53 của luật này Điều 56. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải có những nội dung sau đây A. Ngày tháng 5 ra quyết định B. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại C. Nội dung khiếu nại, D, kết quả xác minh; D, kết quả đối thoại; E, căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; G, kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của người bị kỷ luật và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần đầu; H, việc bồi thường cho người bị thiệt hại nếu có; I, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc. 2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu Người có quyền nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi cho Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Điều 57. Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính. 1. Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ công chức có hiệu lực bao gồm: a. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu nại lần 2. B. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. 2. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có hiệu lực thi hành ngay. 3. Trường hợp công chức giữ chức vụ từ tổng cục trưởng và tương đương trở xuống bị kỷ luật buộc thôi việc mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai theo quy định tại Điều 50 của luật này mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính. Điều 58 Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ công chức có hiệu lực pháp luật. 1 khi quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ công chức có hiệu lực pháp luật thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị nơi cán bộ công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai quyết định giải quyết đến toàn thể cán bộ công chức của cơ quan tổ chức đơn vị áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đó bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này